Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiêm vaccine HPV để làm gì? HPV là loại virus có khả năng dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm liên quan đến bộ phận sinh dục ở cả nam và nữ. Hiện nay, theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức WHO thì tiêm vaccine HPV được xem là phương pháp ngăn ngừa bệnh hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để phát huy hết công dụng, các đối tượng cần thực hiện tiêm phòng tại cơ sở uy tín và đúng thời điểm khuyến cáo. Vaccine HPV dùng để làm gì? Vaccine HPV là loại vaccine dùng để phòng tránh virus papilloma gây bệnh ở người. Thực tế, nghiên cứu đã phân chia thành 100 loại khác nhau, trong đó hơn 40 loại có thể từ người sang người khi thực hiện quan hệ tình dục. Một trong số đó có khả năng gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục và dẫn đến những hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không kịp thời phát hiện và điều trị. Ngoài ra, khoảng 10 loại virus HPV khi xâm nhập có thể gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, hậu môn, hầu họng, dương vật ở nam giới, âm đạo và âm hộ. Hiện nay, tại Việt Nam có 2 loại vaccine được phép sử dụng để ngăn ngừa nhiễm trùng khi có sự tấn công của virus HPV là Gardasil và Cervarix. Thực hiện tiêm đầy đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền sẽ mang lại những lợi ích sau. Phòng ngừa ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Phòng ngừa các loại bệnh lý do virus HPV tấn công và gây ra. Phòng ngừa tái nhiễm đối với người đã từng nhiễm virus HPV. Theo thông tin của Ủy ban Tư vấn về Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát và Chủng ngừa xây dựng khuyến cáo về tiêm ngừa như sau. Đối tượng thuộc nhóm tuổi từ 9 đến 26 tuổi. Để vaccine phát huy công dụng tốt nhất, nên thực hiện tiêm phòng ở cả nam và nữ trong giai đoạn từ 9 đến 26 tuổi. Quá trình tiêm vaccine HPV nên được thực hiện, kiểm tra bởi bác sĩ có trình độ chuyên môn để đảm bảo phát huy hiệu quả tốt nhất. Đối tượng thuộc nhóm tuổi từ 27 đến 45 tuổi. Mặc dù được tổ chức FDA phê chuẩn vaccine sẽ được tiêm phòng cho đến 45 tuổi, nhưng không phải tất cả mọi đối tượng trong độ tuổi từ 27 đến 45 đều có thể tiến hành tiêm ngừa. Tổ chức ACIP khuyến cáo nên thực hiện khám lâm sàng và thảo luận với các đối tượng có nhu cầu trong độ tuổi này để xem xét các mức độ cần thiết và phát huy công dụng của vaccine. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Bởi, thực hiện tiêm trong độ tuổi từ 27 đến 45 thường ít phát huy tác dụng do nhiều người đã có tiếp xúc với virus HPV. Người đang trong giai đoạn mang thai. Thực tế nghiên cứu vẫn chưa có bằng chứng cho thấy việc tiêm vaccine HPV trong giai đoạn mang thai sẽ gây ảnh hưởng đến thai kỳ. Tuy nhiên, các bác sĩ có chuyên môn vẫn khuyến cáo nên chờ tiêm vaccine sau sinh. Giá niêm yết tiêm vaccine HPV. Thực tế cho thấy có rất nhiều đối tượng có nhu cầu tiêm ngừa virus HPV nhưng băn khoăn, lo lắng về giá của vaccine. Tùy thuộc vào cơ sở khác nhau sẽ có những giá niêm yết khác nhau, khoảng chênh lệch này phần lớn sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau. Hệ thống trang thiết bị máy móc, vật tư y tế được sử dụng trong quá trình tiêm phòng. Loại vaccine HPV được sử dụng và giá cả ban đầu trước khi nhập về kho. Kinh nghiệm chuyên môn, trình độ và tay nghề của đội ngũ y bác sĩ. Chất lượng của gói dịch vụ đã lựa chọn và các tiện ích khác đi kèm khi tiêm ngừa như chi phí khám lâm sàng, khám tổng quát trước khi tiến hành. Như chúng ta đã biết, Gardasil và Cervarix là hai loại vaccine được phép sử dụng tại thị trường Việt Nam hiện nay để tiêm ngừa HPV. Trong đó, Gardasil được sử dụng với mục đích phòng ngừa chủng virus HPV tai 6, 11, 16, 18 và Cervarix chỉ được sử dụng trong việc ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Chính vì những tác dụng khác nhau như trên nên giá thành sẽ có sự dao động nhất định giữa các mũi tiêm. Vaccine Gardasil sẽ thường có giá cao hơn Cervarix từ 1 đến 1,5 triệu một mũi, phụ thuộc vào cơ sở lựa chọn. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, để đạt kết quả miễn dịch tốt nhất, đối tượng có nhu cầu nên thực hiện tiêm phòng đầy đủ 3 mũi tiêm trong khoảng thời gian 2 năm. Vaccine HPV có thể điều trị ung thư cổ tử cung không? Hiện nay trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng vẫn chưa có thuốc đặc trị ung thư cổ tử cung. Do đó, mỗi cá nhân cần hiểu rõ ràng, các loại vaccine HPV không phải là phương pháp chữa trị ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, khi thực hiện tiêm Gardasil và Cervarix sẽ giúp cho cơ thể có khả năng bảo vệ khỏi những tác nhân gây bệnh lây lan qua đường tình dục trong thời gian 5 năm. Để đảm bảo vaccine phát huy tối đa công dụng, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế khuyến cáo nên thực hiện tiêm chủng tại các cơ sở uy tín. Chất lượng.
Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.